Hoàng đế Chu Ôn nổi tiếng lịch sử với câu chuyện loạn luân với 6 nàng dâu. Chu Ôn là người của huyện Sơn Tống vào thời nhà Đường, có cha là một giáo viên làng. Gia đình có nhiều anh em nên sau khi cha của Ôn, Chu Thành qua đời, Ôn cùng mẹ và hai anh trai chuyển đến làm công cho một gia đình giàu có ở huyện Tiêu. Trong bối cảnh xã hội khó khăn của tầng lớp thấp nhất xã hội, Ôn không những không trở thành kẻ nhút nhát e sợ, mà trái lại trở thành một người cực kỳ xảo trá, gian xảo. Anh trai của Ôn là Chu Tồn lại là một người rất hung ác và thô lỗ, thường xuyên gây sự với người khác. Chính vậy, người dân huyện Tiêu ai nấy đều ghét bỏ gia đình của Chu. Ông chủ họ, Lưu Trùng, mặc dù thường xuyên la mắng họ vì những rắc rối họ gây ra, nhưng mẹ của Lưu Trùng là một Phật tử đức hạnh, vẫn bênh vực Lưu Ôn, khẳng định rằng Ôn không phải là người thường, cần được đối xử tốt. Do đó, bất chấp phản ứng của người khác, bà Lưu vẫn coi Ôn như một vị khách quý của gia đình. Đến năm 807, dù đã 25 tuổi, nhưng Ôn vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, quyết định tham gia nghĩa quân ở Hoàng Sào để kiếm sống. Nhờ bản tính khéo léo và biết nịnh bợ, Ôn nhanh chóng thăng tiến, sau đó trở thành đại tướng dưới trướng của Hoàng Sào, tham gia cuộc nổi dậy chống lại nhà Đường. Năm 880, quân của Hoàng Sào vượt sông Hoài, chiếm được Lạc Dương. Và vào năm 881, tiến vào kinh đô Trường An, buộc vua Đường Huy Tông phải chạy trốn đến Thanh Đô, Tứ Xuyên. Hoàng Sào lên ngôi, đặt tên nước là Đại Tề và niên hiệu là Kim Thống. Chu Ôn vì những công lao trong chiến trận đã được bổ nhiệm làm Đồng Châu Phòng Ngự Sứ, chỉ huy quân đội tại Hà Trung. Tuy nhiên, sau một loạt 7 trận thất bại liên tiếp, lo ngại sẽ bị Hoàng Sào trừng phạt, Ôn đã quyết định quay về phục vụ nhà Đường. Nhận được sự tin tưởng của Đường Hy Tông, ông được phong chức đại tướng quân và dẫn dắt quân đội chống lại lực lượng của nhà Tề. Nhờ những thành tựu nổi bật trong việc đánh bại nghĩa quân của Hoàng Sào, sau khi Đường Hy Tông tái lập vương quyền, Ôn được phong làm Ngụy Vương với tên gọi mới là Toàn Trung. Mặc dù đã loại bỏ được nghĩa quân Hoàng Sào, triều Đường lúc này đã suy yếu trầm trọng, bước vào giai đoạn cuối cùng của mình. Khắp nơi, các lực lượng vũ trang tự phong vương mở ra cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và tài nguyên. Trong thời kỳ hỗn loạn này, Chu Ôn dần trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất. Vào năm 907, dưới thời Thiệu Tông của nhà Đường, Ôn tiến hành loại bỏ nhà Đường và tự xưng là hoàng đế, lập ra nhà Hậu Lương, được gọi là Lương Thái Tổ. Dù đã thành lập nhà Hậu Lương, lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Chu Ôn vẫn không thực sự được mở rộng. Trong khi đó, những đối thủ trước đây giờ lại thừa cơ đứng lên chống đối, với mục tiêu là trừ khử gian tặc Chu Ôn để khôi phục nhà Đường. Trong số những người đứng đầu lực lượng này có Tấn Vương Lý Khắc Dụng và Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, đều đứng lên kêu gọi sự hỗ trợ để loại bỏ Chu Ôn. Thục Vương Vương Kiến thì không tự phong làm vương, mà chọn con đường tự xưng để giống như Chu Ôn. Từ đây, Trung Quốc chìm trong một thời kỳ loạn lạc, được lịch sử gọi là Ngũ Đại Thập Quốc. Sự kiện này, theo các sử gia Trung Quốc, đánh dấu sự bắt đầu của hàng trăm năm hỗn loạn. Tất cả đều do công lao của Lương Thái Tổ, tức Chu Ôn gây nên. Thực tế, việc Chu Ôn lên ngôi hoàng đế phụ thuộc chủ yếu vào hai nhân vật quan trọng, quân sư Kính Tường và vợ ông, Trương Huệ. Dù sử sách Trung Quốc không ghi chép nhiều về Trương Huệ, từ những sự kiện được đề cập, có thể thấy bà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp Chu Ôn đoạt ngôi. Chu Ôn, mặc dù là người xảo quyệt và đa nghi, cũng mắc phải căn bệnh di truyền của nhiều bậc đế vương, đó chính là sự háo sắc. Trong suốt thời gian Trương Huệ còn sống, Chu Ôn luôn bị bà kiểm soát chặt chẽ, khiến cho mọi ham muốn của ông phải được giấu kín. Sau khi Trương Huệ qua đời, Chu Ôn khi đã yên vị trên ngôi vương nhà Hậu Lương, bắt đầu thể hiện sự phóng túng trong việc hưởng lạc, đến mức ít có hoàng đế nào trong lịch sử Trung Quốc sánh kịp. Chu Ôn đã sử dụng vợ của các quan đại thần và thậm chí là vợ của con trai của mình để thỏa mãn bản năng háo sắc,
sử chép vào năm thứ hai của nhiệm kỳ Cán Hóa, tức là năm 912, Chu Ôn thất bại trong một trận chiến khi trở về Lạc Dương, đã ở trong khu vườn nội tiết của quan đại thần Trương Toàn Nghĩa để tránh nóng. Trong vỏn vẹn 10 ngày ở đó, Chu Ôn đã khiến tất cả thê thiếp của họ Trương phải phục vụ mình, không để ý gì đến đạo đức hay lương tâm. Thậm chí, con trai của Trương Toàn Nghĩa tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi, đã cố gắng giết Chu Ôn. May mắn cho Chu Ôn, Trương Toàn Nghĩa can thiệp kịp thời, ngăn chặn hành động đó. Nổi bật trong những việc làm của Chu Ôn là cách ông đối xử với các con dâu. Ông có 7 người con trai, trong đó Hữu Dụ được truy phong là Sâm Vương sau khi qua đời sớm, và các con trai lần lượt khác được phong là Sính Vương, Phúc Vương, Quân Vương, Hạ Vương, với Hữu Kính còn nhỏ chưa được phong tước. Chu Ôn đã nhận thêm một người con nuôi, ban đầu tên là Khang Cần, một người từ nhỏ đã nổi bật với vẻ ngoại hình khôi ngô tuấn tú và khả năng ứng xử thông minh, lưu loát. Để nhấn mạnh mối quan hệ này, Chu Ôn đã đổi tên cho Cần thành Hữu Văn và phong ông làm Bắc Vương. Kể từ đó, trong số con của Chu Ôn, bao gồm cả con đẻ và con nuôi, lên đến 8 người. Tuy nhiên, sau khi tự xưng là hoàng đế vào năm 907, mặc dù đã lớn tuổi, Chu Ôn quyết định không chọn thái tử, tin rằng mình còn đủ sức khỏe để sống thêm ít nhất 15 năm nữa và muốn tránh mọi sự suy đoán về việc lo sợ cái chết sớm. Mặc dù vậy, sự thật là dù cho Chu Ôn có sức khỏe phi thường đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi việc già yếu và qua đời. Điều này khiến cho các người con của ông không ngừng hy vọng một ngày nào đó sẽ được chọn làm người kế vị. Trong số 8 người con, Hữu Dụ là con trưởng và vốn dĩ phải là người kế vị, nhưng lại qua đời sớm. Theo lẽ thường, Hữu Khuê, con thứ, nên thừa kế ngai vàng sau Hữu Dụ. Tuy nhiên, Hữu Khuê lại không có đủ năng lực và mánh khóe, không kém gì cha mình, làm ông không phù hợp để trở thành hoàng tử kế vị. Trong số các con còn lại, Chu Ôn có vẻ nghiêng về con nuôi Hữu Văn. Có lẽ do Hữu Văn không chỉ sở hữu tài năng mà có phần phẩm hạnh vượt trội so với các hoàng tử khác. Tuy nhiên, dù tài năng đến mấy, Hữu Văn vẫn là con nuôi, và việc Chu Ôn thiên vị Hữu Văn đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ đến từ các con đẻ, khiến cho Ôn phải do dự trong quyết định của mình. Kết quả là cuộc đua giành vị trí thái tử đã bắt đầu giữa hai ứng viên chính, Chu Hữu Văn và Chu Hữu Khuê. Vợ của Chu Hữu Văn và Hữu Khuê mong muốn ngồi lên vị trí cao quý của một mẫu nghi thiên hạ, không ngần ngại sử dụng vẻ đẹp của mình và sự quyến rũ để lôi kéo ông bố chồng háo sắc. Sự dâm đãng vô độ của Chu Ôn khiến cho Chu Ôn không thể từ chối những món quà dễ dàng này, dẫn đến việc lần lượt triệu hồi hai bà vợ của con trai vào hậu cung. Trong bối cảnh này, Chu Hữu Văn và Chu Hữu Khuê không hề tức giận về mối quan hệ loạn luân của cha mình. Trái lại, họ còn tận dụng tình hình để thúc đẩy lợi ích cá nhân. Sau mỗi lần gần gũi với cha chồng, hai bà con dâu này có nhiệm vụ thuyết phục Chu Ôn về việc lựa chọn chồng mình làm người kế vị. Trong cuộc đua này, Chu Hữu Văn, người con nuôi, chiếm ưu thế hơn nhờ vợ mình, Vương Thị, với vẻ đẹp mê hồn và tài sắc vẹn toàn, khiến cho Chu Ôn vô cùng mê mẩn và thường xuyên mời bà vào hậu cung. Cuối cùng, sau nhiều lần được sủng ái, Vương Thị đã thành công thuyết phục Chu Ôn trao ngôi cho Hữu Văn. Trương Thị, vợ của Hữu Khuê, mặc dù cũng nhận được sự ưu ái từ Chu Ôn, nhưng không thể sánh kịp Vương Thị về nhan sắc và tài năng, dẫn đến việc Hữu Văn trở thành người chiến thắng trong cuộc đua giành ngôi vị. Vào năm 912, khi tình trạng sức khỏe của Chu Ôn trở nên nguy kịch, ông đã mời Vương Thị thông báo cho Hữu Văn về việc ông sẽ là người kế vị. Sau khi Vương Thị đi, Chu Ôn nói với Kính Tường, tể tướng và quân sư đáng tin cậy, rằng ông không lo lắng cho các vị hoàng tử nếu Hữu Văn kế vị, chỉ lo ngại về Hữu Khuê. Kính Tường hiểu rõ bản chất gian xảo và phản bội của Hữu Khuê không kém gì Chu Ôn, đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Giờ đây, giải pháp duy nhất để Chu Hữu Khuê không còn cơ hội gây rối là bổ nhiệm ông ta làm thích sử của Thái Châu,
một vùng đất xa xôi cách Lạc Dương. Nghe tin này, Chu Ôn cho rằng cần phải ban hành chỉ dụ ngay lập tức. Tuy nhiên, cả Chu Ôn và Kính Tường đều đã tính toán sai tình hình khi Vương Thị đi tìm Hữu Văn. Trương Thị, vợ của Chu Hữu Khuê, cũng được thông báo về kế hoạch và nhanh chóng khuyến khích Chu Hữu Khuê hành động tức thì. Chu Hữu Khuê biết được tin từ vợ mình và cảm thấy bất mãn, tự hỏi liệu cha mình có bệnh nặng đến mức mất lý trí hay không. Tự hỏi tại sao ngôi vị lại được truyền cho Hữu Văn, một người con nuôi, thay vì mình là người con ruột. Bị phong làm thích sử ở vùng xa xôi Thái Châu rõ ràng là một biện pháp để kiểm soát mình. Chu Hữu Khuê nhận ra nếu ông tuân thủ, mình chắc chắn sẽ bị hại. Vì vậy, Khuê quyết định mạo hiểm sử dụng quân đội, cấm quân vệ ở Hoàng Cung và lực lượng quân đội của những người thân tín để khởi động cho một cuộc chính biến. Đêm đó, khi tình trạng sức khỏe của Chu Ôn trở nên nguy kịch, Chu Hữu Khuê và nhóm của mình đột nhập vào cung điện. Chu Ôn tỉnh giấc, đối diện với Chu Hữu Khuê và cả hai đã có cuộc đối thoại căng thẳng. Trong lúc tình hình trở nên cấp bách, Chu Ôn cố gắng bỏ chạy nhưng không kịp và cuối cùng bị một thuộc hạ của Chu Hữu Khuê đâm chết. Sau đó, Chu Hữu Khuê ra lệnh bọc thi thể của cha mình trong thảm và chôn dưới nền của hậu cung. Chu Hữu Khuê còn giả mạo một chỉ thị để lệnh cho quân lính ở Đông Đô dưới sự chỉ huy của Hữu Trinh tiêu diệt Hữu Văn. Hữu Trinh không biết sự thật, nhanh chóng hành động và giết chết Hữu Văn. Vương Thị, vợ của Hữu Văn, chưa kịp tìm gặp chồng của mình thì cũng bị giết. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hữu Khuê ra lệnh soạn thảo một bức chiếu thư giả, tuyên bố rằng sau 35 năm chinh chiến mới giành được thiên hạ, nay mới ngồi yên trên ngai vị được 6 năm, thiên hạ đã được thái bình. Thật không ngờ, Chu Hữu Văn, người con nuôi của ta, lại nuôi ý định phản bội. Đêm qua, hắn đã sắp xếp cho một sát thủ đột nhập vào hậu cung nhằm ám sát ta. May mắn, Hữu Khuê đã kịp thời phát hiện và tiêu diệt được kẻ ám sát, sau đó cũng loại bỏ Chu Hữu Văn để bảo vệ hoàng đế. Tuy nhiên, vụ ám sát này khiến ta cảm thấy lo lắng. Bệnh tình của ta càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Giờ đây, ta quyết định trao lại mọi quyền hành cho con trai của ta là Chu Hữu Khuê. Dẫu vậy, việc Hữu Khuê giết cha không phải là bi kịch duy nhất. Chu Ôn với hành vi sa đọa của mình, chỉ ít lâu sau khi khiến gia tộc họ Chu phải chịu thêm một bi kịch nữa, khi mà em giết anh để giành lấy ngai vàng. Chu Hữu Khuê sau khi giết cha mình và lên ngôi, không nhận được sự ủng hộ từ các anh em trong gia tộc, đặc biệt là từ quân vương Hữu Trinh, người cảm thấy bị Hữu Khuê lừa dối và giết Hữu Văn. Vì vậy không lâu sau, Hữu Trinh đã tận dụng cơ hội này để kết hợp với quân đội của Dương Sư Hậu nổi dậy chống lại Hữu Khuê. Do không có tài năng và đức độ, cũng như là người đã giết chết cha mình để cướp ngôi, Hữu Khuê không nhận được lòng trung thành từ binh sĩ. Chu Hữu Trinh đã tận dụng điều này để thuyết phục lực lượng cấm vệ quân bảo vệ Hoàng Cung đứng về phía mình. Khi quân của Hữu Trinh tấn công kinh thành, sự phối hợp bên trong và bên ngoài đã nhanh chóng tiêu diệt được Chu Hữu Khuê. Sau khi giết được người anh của mình, Chu Hữu Trinh đã lên ngôi. Tuy nhiên, ông cũng không cải thiện được tình hình nhiều so với cha mình và anh mình. Chu Hữu Trinh đã ưu ái Triệu Nham, người đã giúp mình giành ngôi báu. Nhưng Nham lại là người không có tài cán, chỉ biết lấy lòng và tạo bè phái, khiến cho các quan triều đình lộng hành, gây khổ cho dân chúng. Điều này đã dẫn tới cuộc khởi nghĩa của nông dân Trần Châu. Mặc dù cuộc khởi nghĩa này không thành công, nhưng nó đã chứng minh rằng triều đình Hậu Lương dưới thời vua Chu Ôn, một ông vua háo sắc, đã đến hồi kết. Và quả thực, chỉ vài năm sau, triều đình Hậu Lương đã bị diệt vong. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại các bình luận, chia sẻ video để cùng nêu những nhận xét và cảm nghĩ của mình. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để đồng hành với chúng tôi ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.